ai thằng đang dí quay xe quay xe chạy đúng không? Thấy có giải lát tự nhiên quay xe chạy hai thằng, cuối cùng lại lại sống lại ăn mạng, đéo hiểu kiểu gì cả. Cuối cùng con Nunu này nó có chết cả. Lật thì thôi rồi đúng quá bọn mày, nửa đêm tối hài bị bọt chết mẹ rồi. Mở keo ra nha anh em. Trên Crimson nó chỉ là bài dịch thôi, làm choáng. Irelia vẫn đang lướt, pha băng lên đến từ vị trí của Boogie. Một mạng dành cho Doran trước khi lên bảng với cú tốc biến của mình. Bên này thì đó là một tình huống mà vị trí Boogie đang tiếp tục truy đuổi. Đi xích lại đấm luôn, sợ gì? 1v1, 1v1 with me noob. 1v1 with me. 1v1 with me, Pio xích có mạng. Đường dưới đó là mạng. Hồi máu hơi trễ đấy, Able không làm anh em ta thất vọng. Hồi máu trễ khiến cho support của mình lên bảng, đó là Able. Một lỗi khá là tắc trách đến từ xạ thủ. Nhiều mức rank khác nhau vẫn đang tồn tại cái lỗi này. Iwan đi tốc biến đánh tay nội tại, Able bị solo kill. 3 đều. Đấm nhau bạn ơi, mất E đúng không bạn ơi? Mất E và Sop đang bắt đầu đi vào. Nunu cuộn cái đúp quá xa và Nunu break tấu 2 rồi. Nunu cuộn đúp vào tường các bạn à. Người đang gặp nguy hiểm là Pilsic, bài vàng chưa được rút ra đến giọt rút ra tạm vào người của Flex vậy. Fred đang đi đảo ganh một cú bất ngờ. Cú E về hướng đéo ai cả. Đau đã chết rồi. Lồng đèn cho sọp, sọp chạy được, không thành vấn đề. Nhưng hiểu kiểu gì đó, nhìn mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp người ta đánh ở tầm thế giới các bạn ạ. Sao còn nhìn hai cái con này nữa. Duy béo tốc biến rút bài vàng luôn, hơi cồng cành rút hơi lâu. Vẫn có mạng, ok 4-5, ok đường dưới đánh nhau 2-2. Thiêu đốt luôn, lưỡi xoáy luôn. Iwandi đã bị đấm liên tục vào mồm với Able bắn chết vị trí của Iwandi, đấm tiếp vào mồm con CV ở bên kia. Silas đến rồi, Buzi đến rồi. Nóng máy thì cháy Buzi, người lên bảng đầu tiên là Able, người thứ hai lại là Thread double kill cho vị trí của CV. Chú hề Doran Joker Pilsic. Thánh Chôn ở đây, Thánh Chôn Black ở đây. Sao đánh Twitter Face đang farm ngon mà các bạn nói gì kỳ vậy? Quét thấy rồi nha, quét thấy Pilsic và sọt chết chay. Mất flag Pilsic luôn. Pha bớt sát thương, dính án tử và có lẽ hai người sẽ đi cả hai. Lưỡi hái xoáy cover quang lồng đèn ra tạo giáp, hồi máu chạy đến từ Able. Pilsic vả liên tục nhưng con CV không thấy mất máu ạ. Pha bấm lồng đèn đến từ Able tí mủ. May là con CV nó quy trượt. Tốc biến lưỡi hái xoáy cover tới nơi tên trốn vẫn chết. 1-2 vẫn lời. Vẫn lời các bạn ơi, mã shutdown 600. Đây, Able đấy, lại dấu hiệu rồi đấy. Đây, đứng cổng chưa cuối trước mặt Sivir. Ném cái boomerang lượt đi, boomerang lượt đi được về, cái chết luôn rồi. Ire dãy khá tốt, Ire vẫn đang dãy nhưng cuối cùng thì đến thớt luôn rồi. Đúng quá, chua hề, nhớ hiểu sao chết được cú đấy nữa. Má bây giờ đánh tố hài quá đi. Sọc quay xe nhanh vãi cứt. Đau đoàn TP đấy rồi bạn ơi. Hai thằng này quay xe đúng nhanh luôn. Nếu khác thì cái game LPL tôi với anh Hảo cát cả đúng má. Tự nó tố hài vãi đái luôn. Đứng giật giật. Thằng củ lìn này đi. Tấu ai vừa thôi đi coi. Nhưng mà đứng cứ giật giật rồi. Còn trước tôi với anh Hảo cắt cái LPL. Mẹ nó tấu hài. Ồ bị dính vào choáng rồi. Nitro solo kill. Rồi dính cái bài vàng bị làm choáng, bị vả, hồi máu không được bao nhiêu đến từ Quy cả. Sau đó thì lên bảng, mạng dành cho sọp. Ồ, đo đoàn tốc biến KS rồi. Cắt clip đi các bạn. Cú TP ở Able rồi, nghệ sĩ nhân dân Able.
tạm biệt Able. Đi luôn con Red. Ăn bao xa đi đâu, còn cố gắng cuộn đứt và sọp nữa. Chiêu cuối bị ngắt ngay tức luôn. Có cái hạt thông nổ sọp chạy được. Nghệ sĩ ưu tú gì béo. Thế cần là như thế nào đây? Tốc biến đầy chiêu cuối vật về. Ừ, làm choáng thì hay rồi, chiêu cuối dứt điểm, đó là mạng dành cho Flex. Băng trụ tiếp các bạn. Đứng dưới cũng có băng trụ ạ. Băng trụ what the fuck ạ. Điều hiểu kiểu gì? Điều hiểu, má tụi mày, nửa đêm nửa hôm. Mà sẽ thách đấu đánh Hàn. Rồi, lồng đèn. Ngoài vẫn bấm được lồng đèn kìa. Vẫn bấm được lồng đèn anh em à. Đây, bồ không về được rồi. Về về được là threat, đứng giữa sọp đấm liên tục bởi vì chỉ có natural. Natural cực kỳ hung hãn, đã tốc biến từ sọp để né quỳ. Rồi sao đến đây? Natural, diễn ra đây natural. Cân 3 đi bạn ơi, cân 3 cho anh em hạng đội thấy cái sách đấu đánh Hàn đánh không nổi rồi. Ôi bị xe động rồi bạn. Còn cái E luôn. Xong bị con Nunu solo kill ạ. Kẹp lính nữa. Né tốt cái E2 từ Able. Né Q2 tốt, bàn tay liên tục bật đứt bàn tay. Còn cái E, còn cái R. Silas bước lên, đứt chúng chết luôn vị trí của Able rồi. Cú TP từ ai đây ạ? Cú TP đấy từ Doran. Doran để bố mới làm hết, để bố mới diễn siếc ở đây. Đáp xuống với cú bài vàng đến từ Sop. Nó là một tình huống dự khiến hơi trượt thì phải. Tốc biến chạy đến từ vị trí của... Ui, flat lên, bắn không chết nổi con Lock. CV nó làm hai. Ôi, băng trụ đứng giữa với chiều cuối đến từ vị trí của Volibear. Thì Silas là người flat ra chạy được. Chiều cuối dứt điểm đến từ vị trí của Fiosic. Fiosic flat chạy, tiện thể ăn chim. Doran nó là một đứa mà được gọi là thần đồng với mình thoại Hàn Quốc. Thần đồng được Riffin phát triển. Debut ngay trận chung kết luôn. Không phải trận chung kết mà debut ở ngay cái mùa mà short xuống phong độ. Debut trận chung kết với cả Riffin với cả T1 luôn. Từ một thần đồng bây giờ mẹ một thần. Từ một tượng đài, một thần đồng, một thế hệ tươi sáng. Thì bây giờ thành thằng đần mẹ, à, thần đằng như vậy. Từ thần đồng giờ thành thần đằng với các bạn ơi. Vừa ra bắn được vài bán bị Sivir đâm được vài phát đi luôn. Doran cũng chết, Fiosic cũng chết, Sop cũng đi. Volibear bị cái gì đây? Volibear Fiosic bị cái gì đây các bạn? Bắn cả thông nổ mù mắt đến từ Doran ạ. Xong bị làm choáng ạ. Nó hồi quy đâm quy và hai đứa là chết đây. Vẫn có mạng dành cho Thread ạ. Doran tí mù. Able solo. Một cuộc solo diễn ra giữa Able cùng với lại Black. Tốc biến quang lồng đèn. Có hồi máu bấm vào thì Thiros chết. Mà khó chịu thật sự. Bên này nó chiều cuối truy đuổi đến từ Sivir. Trừng phạt lấy máu. Bị làm chậm. Cú khóa ánh sáng cực kỳ hay đến từ vị trí I1D tung chiêu cuối hồi máu chạy đến từ vị trí của Fiosic. Cắm mắt ra, ném bơm đang trượt. Đó là cú chói chuẩn xác lấy mạng. Chói liên tục vào mồm đỡ làm sao đây. Một đòn chí mạng của Doran mất tương đối nhiều máu, lưỡi hai xoáy đóng hộp làm chậm án tử. Mạng shutdown cho Doran, sau đó thì bị bơm đang chết. Fiosic vòng qua lưỡi hai xoáy trượt đến từ Thread, án tử cũng trượt. Đam đâu ra mà giết con Silas. Tâm linh ở đây đây. Chiêu cuối trả lại một cú chiêu cuối từ Lắc, tốc biến né Able bị êm mất flat. Bên này kiệt sức lên bảng rất nhanh. Silas vẫn đang quẩy với chiêu cuối từ Volibear cực kỳ khỏe, nó có thể đắp một kill. Nuno có đứt lại giờ sọc mà R lên là coi như bĩnh, chạy từ từ thôi. Là cái chiêu cuối sang đây ăn bùa xanh nữa. Ông tướng này ăn không kịp Irene đâm cho nát đít. Nào 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 nào. Lừa vậy đấy, cú lừa. Con Nunu đang ra dọn lính xong đi vào thấy bùa xanh mất cái chấm hỏi liền, chấm hỏi liền. Bên này đánh nhau Doran tốc biến. Please.
Bố mới like mày. Chưa hiểu kiểu gì đâu lắm. Chúa hề Thánh chôn Joker Hàn Quốc. Tổ tiên của niềm vui của sự hài hước. Thôi con CVS đâm vào vì chú bắn chết. Bên này sọt solo với con Silas ra tâm linh. Tiếp từ phép đồ như đây solo với con Silas ra tâm linh các bạn ơi. Tốc biến outplay đến từ SOFM. SOFM đã có tình huống solo kill. Tiếp theo hiểu sao con Silas chết được pha này luôn. Cái gì đây? Bên này thì Volibear phiêu xích đang quẩy. Lucian lướt lên bắn con lính siêu xe. Irelia đang bị bắn. Irelia bị stun. Chiều cuối trả lại 4 người đến từ Lux làm choáng 4 người. Nhưng mà Irelia chưa kịp đâm kiếm thì dính án tử lên bảng rồi. Sọp đang có định vòng ra với định khởi động Baron. Nó là một cái bài vàng bị dính Q, dính E và lên bảng chẳng. Chưa đủ đam đến từ Lux. Lux này mắc Q, mắc đúp chứ không phải là mắc E. E một điểm thôi, không được bao nhiêu đam cả. Phiêu xích tiếp tục càn lên, thôi bỏ Lux này đi. Theo hiểu đi, theo cái gì? Rồng đang ăn từ đầu đến cuối, bị nó trừng phạt mất. Dính ngày 2 và lên bảng với sát thương đến từ Silas. Đào ràn quá nhọ luôn, ăn con người đá, không sao ăn cóc không thành. Nhà trong thì có lẽ là ăn thêm mạng phá kèo đây mà, tôi biết ngay mà. Đấy, đến cuối game rồi. Nó đã chặn mạng mẹ rồi. Ông ấy bố đâm ra cũng chết ạ, phải là đái ạ. Team sọp thua nữa.